V52 nha. À kìa. Đây. Ui, đá qua đây tí đây. Lại đây nè. Lại đây. Rồi, ngay đây. V52 nha. Ngay đây. Hôm qua test chính đất đầy luôn. Rồi. Hay quá. À, lót trời ơi, thoải mái. Lót thoải mái. Rồi. Lọt với cửa. Dấu vết 35 nha. Được. Từ thôi ông Mạnh ơi. Chạy được không? Không chạy được súng cầm điện thoại đi anh chạy nha. Nè. Cầm điện thoại đi, anh hướng đích thân chạy con này. Ba vì Hà Nội, thích thân em chạy lên luôn. Giờ mọi người phải di chuyển đồ đạc còn nữa. Là đây. Ba vì Hà Nội nha, thiếu ba củ. Anh Hương Liệu. 35 nha, sáng tết ầm ầm á. Rồi khách mua lên lúc hai con nha. Mời em. Mời em. Yao Shibura D23MF nha, mới về tức thì luôn. Là có khách chốt. Bán liền lúc 3 con nha, chúc mấy bác coi nè. Từ đây. Một em này. Một em nha. Đây dàn cày nhá. Chào bác ngoài Thái Nguyên. Từ. Rồi. Đó.
thấy mà. Đó đó đó, cái bánh nó xẹt xẹt đó. Một bánh thôi, một bánh thôi. Một bánh được các bảo ơi. Đó 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 đó. Chỗ này trơn hơn này. Chỗ đây này. Đó 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 đó. Đó rồi ok. Rồi 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 rồi. Rồi. Vô. Ok đó. Cà phê 52 nha. Giao nha. Ông chở mấy cây quen chưa? Rồi, ta xe em này nha, Subaru. Năm hai rồi, giao quét 35 nha. Con này đi Ba Vì Hà Nội. Alo. Có. Đầy đủ là những gì chứ, đầy đủ nó nhiều đồ chơi lắm nha anh. À, chung khoảng 180 anh, đẹp anh. Thôi được rồi, anh ấy đi ấy đi, anh con nó chưa có video, để có video rồi anh ngã lô em. Giao nha. Giao Isuzu nha. Con này đủ tiền rồi. Đi Giao Linh Quảng Trị 375 nha. VIP luôn nha. Bên em bán ao ao. Rạc rạc là thử cầu thử đồ hết, đầy đủ hết rồi đó. Anh khách chỉ việc ở nhà nhận xe thôi. Bao ship tận nhà. Số sới đang quay luôn kìa, yên tâm đi anh nha. Rồi số anh tài xế này hồi trưa nay có liên lạc với anh luôn á. Rồi anh cứ thấy anh nhận xe thôi. Hai 55 nha. Cách mua lên lúc hai con nha. 55. Còn một con Subaru D23MF. Không lọt được. Cái đầu này này phải hút qua giữa đuôi này này. Như là lấy ra lại đi, anh xuống lại đi. Anh xuống lại đi. D23MF mới về tức thì khắc chơi luôn rồi. Có cầu rồi.
ra không cầu á. Rồi vô cầu đi. Rồi ok. Quét 35 nha. Lên bên kiểm tra cầu. Đó, không cầu á. Rồi, vô cầu đi. Rồi, ok. À, tới đi, lùi phát nữa cho mấy ông này cũng nhìn ra rõ luôn. Rồi, dây lại, ra cầu. Đây, nhìn này. Ra cầu. Đó, lết này. Rồi, ok. Rồi, vô cầu. Rồi, ok. Ý à? Không hiểu à? Nó đẩy cây gỗ tới. Rồi. Rồi ok, bà ơi thử lại cho do ông không hiểu. Nó đẩy cái gỗ tới, nó lết. Nhưng khi mình vô cầu á, leo qua luôn. Này thử không cầu này, nó đẩy này. Này nhìn này, đó không cầu này. Thấy chưa, rồi bắt đầu vô cầu này, nó leo qua luôn. Rồi, thấy chưa, vô cầu nó leo qua, hiểu chưa. Vô cầu rồi đó, rồi ok. Đó không cầu đó. Đó, có cầu nó leo qua. Rồi vậy đi. Test cầu nha. Rồi gai câu bảo ơi. Gai câu là vô. Đó leo qua rồi. Rồi ok. Rồi. Đó thử xoay bánh sau nha. Thử cái kiểu này xoay bánh sau. Isuki 3200. Dạ. Giao nha. Đi do Linh Quảng Trị. Mà anh khách con này đủ tiền rồi nha. Cầu ào, con này chạy 30 cây số nha. Cầu trước với em thử hết luôn rồi á, coi như xong. Em này không phải lo lắng điều gì hết. Mua xong là có xe nha, bên em xe siêu tốc. Đầu lên đây, đít lên anh. Đầu lên.